bên một hồ nước, một con linh dương đang uống nước. Bất ngờ một con linh cẩu xuất hiện, tấn công linh dương. Quá bất ngờ, linh dương không kịp phản ứng. Một con linh cẩu nữa lại đến hỗ trợ. Chúng cắn cổ linh dương lôi lên bờ. Cùng lúc đó có thêm hai con linh cẩu khác cũng lao tới. Tưởng rằng cuộc chiến như vậy là đã kết thúc. Không ngờ con linh dương vào lúc không còn chống cự, lại bất ngờ tấn công lại con linh cẩu liền chạy ra xa. Nhưng nó biết rằng đây là chút sức lực cuối cùng của linh dương. Linh dương chống cự trong vô vọng tới khi kiệt sức. Trong khi đó những con linh cẩu vẫn vây xung quanh, chờ cơ hội kết liễu cuộc đời của con mồi. Thỉnh thoảng có một con linh cẩu lao vào tấn công linh dương. Chúng muốn con mồi của chúng sẽ không còn chút sức lực nào, hoặc là muốn thể hiện sức mạnh bầy đàn trước khi kết thúc cuộc chiến. Sự chống cự của linh dương dần dần rồi cũng đi vào vô vọng. Ở một cảnh quay khác, mộ con sư tử trái đang xác định con mồi ngà hôm nay của mình, có một đàn linh dương và vài con ngựa vàng chạy qua. Nhanh như một tia chớp, sư tử trái lao tới tấn công vào một mắt xích yếu nhất, một con ngựa vàng đã bị đổ gục trước sức mạnh. Những con chim đà điểu này, chúng không biết rằng chúng đang là mục tiêu tiếp theo của báo zebra. Mặc dù sở hữu đôi chân cao hơn 1 mét, nhưng nếu đua về tốc độ thì báo zebra cũng chưa chắc đã là đối thủ của đà điểu. Nhưng hôm nay, những con báo zebra này chúng đang có lợi thế. Báo zebra vẫn được mệnh danh là loài động vật săn mồi sở hữu tốc độ nhanh nhất thảo nguyên châu Phi. Lợi thế của báo là sự bất ngờ. Mặc dù đà điểu cũng có tốc độ nhanh không kém. Hãy nhìn các động tác đua tốc độ của báo zebra, ta có thể thấy sự phối hợp nhịp nhàng của các. Ba con báo cùng hợp sức để bắt được đà điểu. Sự nhanh nhẹn, khả năng bứt tốc và sự mưu mẹo trong quá trình săn mồi đã khiến cho loài động vật có tốc độ nhanh nhất thảo nguyên châu Phi này luôn chiến thắng trong các cuộc. Ở một nơi khác trên thảo nguyên, một con sư tử đã phát hiện ra con mồi của mình, nó từ từ tiến lại. Con linh dương đầu bò vẫn không biết rằng nguy hiểm đang đến gần với nó. Nó vẫn thản nhiên ăn cỏ, mà không chú ý đến xung quanh. Nhờ có lớp đệm thịt nằm dưới bàn chân của sư tử, mà chúng có thể di chuyển tới gần con mồi một cách nhẹ nhàng mà con mồi vẫn không hề hay biết. Khi đã tiến tới đủ gần thì chỉ một hai bước nhảy, sư tử đã có thể vồ được con mồi mà. Một cuộc đi săn khác của báo hoa mai, nhìn bước đi nhẹ nhàng của nó, chúng ta có thể tưởng tượng nó như là một vận động viên đang chuẩn bị bước vào cuộc đua tốc độ. Lần này, đối thủ của báo hoa mai lại là linh dương. Một đàn linh dương lại xuất hiện,
Lần này trong đàn của Linh Dương có nhiều con vẫn còn nhỏ. Đây chắc chắn rằng những con Linh Dương nhỏ này sẽ... Sự phối hợp nhịp nhàng của những con sư tử khi bắt mồi giúp ta liên tưởng tới những pha hành động gây cấn trong các bộ phim bom tấn, và nó được thực hiện bởi các diễn viên tài năng. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video. Bạn hãy đăng ký và bình luận về nội dung của đoạn video để chúng tôi có thể đưa ra những video hay hơn nữa về thế giới động vật. Xin cảm ơn.